Lô xin chào toàn thể quý nhá. Shop điện tử công nghệ cao online 0865618226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera dùng sim 4G, mã của dòng sản phẩm là camera S06 ạ nhé. Đó, camera sim S06. Đó, thì cái dòng S03 thì đơn vị nhà mình bán cũng đang rất chạy, nhưng mà cái mẫu S06 này là hàng nâng cấp hơn của cái mẫu S03 bạn nhé. Đó, thì đây là một sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm này. Đó, đây. Đó, đây là hàng nâng cấp hơn nên là đây. Đây các bạn sẽ gạt ỏm này. Đó, các bạn sẽ gạt ỏm như này. Đó, thì trên thiết bị đây các bạn nhìn thì nó cũng nói chung là nhìn nó cũng tương tự như cái dòng A54 thôi. Dùng thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái mẫu này nó cao cấp hơn. Hình ảnh nó nét hơn này, cũng như là đằng trước này nó đã cảm biến hồng ngoại. Hình ảnh nó cũng tốt hơn rất nhiều, pin nó được lâu hơn. Đó, đây. Đó, và cái dòng này là dùng độc lập luôn các bạn nhé, không liên quan gì đến wifi cả các bạn nhé. Như dòng A51 là nó sẽ tích hợp cả wifi cả 3G 4G. Như là cái mẫu này là nó chỉ tích hợp cái 4G và 3G thôi các bạn nhé, không có wifi. Đó. Bên trong một sản phẩm thì sẽ gồm có đây. Đây là một cái bộ, đây một cái bộ để giúp các bạn có thể là để làm chân đế nhá. Đây, một cái dây cắm sạc này. Đó. Đây là một cái chân đế, một bộ chân đế này giúp các bạn có thể là ngụy trang mà để các bạn có thể là gắn đây. Đó, ví dụ các bạn để cái cam này vào. Đây. Đó, các bạn muốn gắn như nào các bạn gắn. Đó, đây. Đó. Đây các bạn gắn như này. Đó, đây nó sẽ là cái chân đây. Đây. Đây bạn nhá, nó sẽ là có một cái chân đế này nữa. Đây. Được lối với cả cái camera như này. Đó. Đây. Đó. Thì khi sử dụng thì nó sẽ các bạn để sẽ để như này. Đó. Thì trong một sản phẩm thì sẽ gồm có một cái dây cắm sạc này, một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết các bạn nhá. Đó, tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng nước ngoài. À, nhưng mà sử dụng một cái mẫu rất là đơn giản thôi, các bạn có thể là theo dõi cái video clip này của mình rồi làm theo là được các bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera dùng sim S06 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online cho mình đây, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Quy ủng hộ đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi bạn mua hàng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ là 32GB bạn nhé. Đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong cái camera cho mọi người. Đây, thẻ nhớ là 32GB chính hãng. Thì chương trình này chỉ dành riêng cho bạn nào đã đăng ký kênh Quy Đăng Phát thôi. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh, bạn nhanh tay đăng ký kênh để nhận được nhiều ưu đãi của đơn vị nhà mình. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho bạn một số nút chức năng ở trên chiếc camera dùng sim S06 này và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho mọi người nhé. Đây. Đó, mặt đằng trước đây sẽ mắt camera này. Đó, bên ngoài sẽ có một cái lớp bóng này, thì khi bạn nhận hàng các bạn có thể bóc cái bóng ra các bạn quay. Đó, hoặc là các bạn để như này cho nó đỡ xước cũng được. Đó, đằng trước đây sẽ có cái cảm biến hồng ngoại này. Đó, và cái mic các bạn nhé. Đây. Đó, ở mặt đằng sau nhá, mặt đằng sau thì sẽ có một cái mã QR này, một mã QR code này, thì mỗi một cái camera dùng sim sẽ có một cái mã QR code riêng. Đó, thì cái mã của cái máy này là đây. Đó, 831. Đó, dây số đây. Đó, trên thiết bị đây sẽ có một chân cắm sạc này. Nó on off là các bạn có thể bật mở thiết bị này. Đó, chữ R đây là nút reset các bạn nhé. TF đây là sẽ là khay cắm thẻ nhớ đây. Đó, bên trên cùng là khay lắp sim. Đó, thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái sim và một cái thẻ nhớ đây. Sau đây mình sẽ gắn sim và thẻ nhớ vào và sẽ test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh và hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây, sim này mình đã đăng ký mạng 3G 4G. Đó. Đây. Đó, sim các bạn sẽ gắn úp mặt lên nha. Đó. Đó, các bạn sẽ cắm vào như này. Đó, thẻ nhớ thì các bạn sẽ úp ngược lại. Đây, thẻ nhớ bạn sẽ úp vào cái chỗ chân cắm sạc này. Đó, úp vào như này. Đó, các bạn úp vào như này nha các bạn. Cắm vào. Đó, sau đó các bạn bật nguồn thiết bị lên. Đó, các bạn sẽ gạt sạc on. Đó, thiết bị sẽ bật gạt sạc on như này. Đó, mình sẽ đây. Cắm vào. Đó, thì để sử dụng thiết bị nhá, thì các bạn cần chuẩn bị một cái điện thoại smartphone này. Đó, các bạn tải cho mình cái ứng dụng là HopeAway các bạn nhé. HopeAway có biểu tượng như này.
Thì bạn nào đang dùng điện thoại là iPhone thì vào cửa App Store, các bạn nào dùng Samsung Oppo Vivo thì bạn vào cửa 7play à. Các bạn tải cho mình cái ứng dụng này, Hopeway. Các bạn tải cho mình ứng dụng là Hopeway có biểu tượng như này các bạn nhé. Đó thì mình sẽ thoát ra, khi tải ứng dụng xong các bạn sẽ thoát ra này này. Đó, các bạn vào trong ứng dụng là Hopeway nhé. Đây. Đó. Thì khi vào trong ứng dụng thì ứng dụng nó cho bảo các bạn sẽ đăng nhập tài khoản ở đây. Đó thì sẽ có ba cái chỗ giúp bạn có thể đăng nhập này. Đó thì hầu như bây giờ ai cũng dùng Facebook hết các bạn nhé. Đây mình sẽ cho sáng cái màn hình này. Đó thì hầu như bây giờ ai cũng dùng Facebook hết các bạn nhé. Đó, thì đây các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook của các bạn được này. Hoặc là đăng cái đây là bằng Twitter đây. Bằng Line này. Đó, hoặc là bạn nào chưa có tài khoản nhé thì bạn sẽ chọn vào mục ghi danh này. Đó, để chọn vào mục ghi danh sau đó các bạn trong này thì các bạn sẽ đăng nhập cái Gmail của bạn vào. Đó, sau đó bạn nhập gửi cái mã về Gmail rồi bạn đặt mật khẩu rồi chọn đăng ký là được thôi. Đó, bạn nào Gmail thì bạn đăng nhập vào là được. Nó giống như cái dòng Camzosi ấy, Camzosi bạn sẽ đăng nhập tài khoản vào là được bạn nhé. Đó, khi đăng nhập xong bạn sẽ ấn nút đăng nhập này. Đó, đây là tài khoản của mình nhá, thì nó sẽ ở một chỗ thiết bị này. Đó, thì khi mà các bạn vào trong cái ứng dụng thì màn hình nó sẽ là trắng như này. Đó, thì các bạn muốn sử dụng thì các bạn sẽ chọn vào chữ thêm thiết bị này. Đó, sau đó bạn chọn vào mục là thêm thiết bị 4G nhé. Đó, sau đó bạn quét cái mã đây, nó sẽ có cái chỗ để giúp bạn gọi là quét mã QR cho phép. Đây các bạn sẽ quét cái mã ở trên cái thiết bị nhé. Đó, thiết bị đằng sau này sẽ có một cái mã QR code này thì các bạn sẽ quét mã vào. Đó đây. Đó thì khi bạn quét mã QR code xong thì nó sẽ hỏi các bạn là đặt mật khẩu, thì các bạn sẽ đặt mật khẩu tùy ý. Có 6 đến 13 ký tự nhé, thì mình sẽ đặt là A 1 2 3 4 5 6. Đó, mật khẩu nhập lại là A, mình viết giống cái mật khẩu bên trên. Đây. Đó thì khi các bạn nhập xong thì các bạn sẽ chọn là OK, tiếp tục. Đó, đã ghi là liên kết thành công. Đó, thì khi bạn liên kết thành công nhá thì các bạn để ý trên này nó sẽ hiện cái chữ online này. Đó thì để xem các bạn sẽ chọn vào cái mũi tên này. Đây, nó sẽ là quay video. Đây, các bạn đợi một chút. Các bạn đợi một chút bởi vì là sóng nó hơi kém. Đây. Mình sẽ bật lại. Đó, đây. Đó, các bạn có thể di chuyển đây, mắt cam. Đó. Hình ảnh rất là nét luôn các bạn nhé. Đây. Mình sẽ cho to màn hình lên. Đây. Đó, hình ảnh đây các bạn có thể là cho hình ảnh ở đây, chọn hình ảnh đây. Ví dụ các bạn muốn chọn hình ảnh là Full HD, bạn sẽ chọn là Full HD. Đó. Còn đây là giúp bạn là chỉnh cho hình ảnh nó sáng lên cũng như cho tối đi các bạn nhé. Đó. Đây mình sẽ bật bên lại đi nhìn cho dễ. Đây. Đó, đây là đèn cảnh chỉ báo này. Đó, là cảnh báo chuyển động bạn nhé. Bật, các bạn bật cảnh báo chuyển động đây. Tầm nhìn ban đêm nhé. Tầm nhìn ban đêm này giúp bạn có thể là nó sẽ có hai chế độ này. Tầm nhìn ban đêm luôn và có chế độ là tầm nhìn ban đêm tự động. Có nghĩa là khi các bạn bật cái chế độ tự động về ban đêm này thì cứ bao giờ thiếu ánh sáng về ban đêm thì hình ảnh nó sẽ tự động chuyển về đen trắng bạn nhé. Và tự động là chế độ quay ban đêm luôn. Đó. Đây. Đó, bên trên nó sẽ hiện cái phần trăm pin này. Đó, phần trăm pin bao nhiêu nó hiện đây. Còn ở đây nó sẽ nó hơi bị tối đây. Đợi mình chút. Bởi vì vừa nãy mình được điều khiển là cho hình ảnh nó hơi bị tối. Đây. Các bạn sẽ cho hình ảnh nó sáng lên bạn nhé. Đây. Đó. Bên dưới đây nó sẽ là voice là bật tiếng này. Alo. Đó. Và đây là bốn chế độ xem, là có nghĩa là bạn có thể một cái điện thoại của bạn có thể là xem được bốn cái camera đồng sim này các bạn nhá. Đây, nó sẽ là bốn. Nhưng mà đây mình có một cái camera thôi nên nó sẽ chỉ là một ô thôi các bạn nhá. Đó. Đây. Đây. Truy cập ảnh, đây là các bạn lưu hình ảnh vào trong cái bộ nhớ các bạn nhé. Đó, đây là chụp bức ảnh và lưu vào trong bộ nhớ đây. Đó, còn mục tiếp theo là một cài đặt này. Đó, trong một cài đặt đây nó sẽ có chi tiết hết này, chia sẻ thiết bị là các bạn có thể chia sẻ cái
cái camera này cho người khác, ở ví dụ như các bạn muốn chia sẻ cho người bên nước ngoài người ta xem thì các bạn sẽ nút chia sẻ này. Đó, thay đổi tên thiết bị này. Đó, mật khẩu các bạn có thể thay đổi này. Đó. Còn bên báo thức này, cài đặt 4G này. Đó. Chế độ đang là chế độ bình thường các bạn nhé. Đây. Các bạn đợi một chút nó đang loát. Đây, các bạn đợi một chút nhé. Đây. Chế độ là chế độ bình thường. Đấy, bởi vì đây. Đó, cài đặt 4G này. Đó, tín hiệu mạnh này. 4G này. Các bạn đợi một chút nó đang loát các bạn nhé. Vẫn có thể xem được rồi bạn nhé. Còn mấy bên dưới này thì nó sẽ hiện là mấy cái thông tin của camera thôi. Đó. Đó thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera dùng sim 4G. Mã dòng sản phẩm này là S06. Bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera dùng sim 4G này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 68 226, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Tuy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần kết nối làm theo đúng như video clip này của mình là có thể dùng thôi bạn nhé. Đó thì video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm mọi người ở những video clip sau.